quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong một buổi cộng tu tại Đạo Tràng Tây Hồ, Formosa vào ngày 3 tháng 6 năm 1995 với chủ đề Thế lực và tiền tài. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 11. Chúng ta cần phải cố gắng hơn, lúc nào cũng cần phải cố gắng để cuộc sống được tốt đẹp hơn. Không phải vì chúng ta là những người đeo đuổi theo vật chất, mà thật ra đời sống cần phải được vui tươi và phong phú về mọi thứ và mọi phương diện. Chúng ta không cần phải giao hết tiền tài và thế lực lại cho những người thuộc thành phần không tốt. Giả sử những người có đạo đức không cố gắng kiếm tiền cho chính họ hoặc không đạt được một thế lực nào trong xã hội, thì tất cả thế lực và tiền tài sẽ lọt hết vào tay của lực lượng phủ định, sẽ thuộc về những người xấu. Rồi họ sẽ quay trở lại khống chế những người tốt, và rồi những người tốt không thể làm gì được nữa, ngay cả việc quảng bá những điều tốt cũng không thể làm được. Cho nên, đối với tôi, việc kiếm tiền, làm ăn, nỗ lực trong cuộc sống để đạt được mức sống cao hơn cho gia đình, cho bản thân và cho đất nước là một bổn phận, không phải là một cái tội. Tôi không khuyến khích những người theo tôi phải sống nghèo khổ, phải giao hết quyền thế và của cải lại cho một quần máy phủ định, không có đạo đức. Những người không có đạo đức, không có trách nhiệm, không có tình cảm, không có ý niệm muốn chia sẻ với người khác. Chẳng hạn, chúng ta là những người tu hành đạo đức nếu có tiền chúng ta sẽ chia sẻ với người khác chúng ta cứu trợ những người bị hoạn nạn giúp đỡ những nạn nhân chúng ta giúp người tị nạn người nghèo khổ giúp người khốn khổ bệnh hoạn trẻ mồ côi đại khái như vậy cho nên có tiền rất tốt rất tốt đây không phải là vấn đề tư bản mà là chúng ta cần phải có tài lực và thế lực trong xã hội. Nếu là một chính trị gia, quý vị nên ở lại chính trường là một nhà chính trị giỏi và tranh đấu cho đất nước của quý vị và cho việc nâng cao tiêu chuẩn về cuộc sống của người dân. Nếu là một người trên thương trường, quý vị phải là một thương gia thành công. Lúc nào cũng phải cố gắng để thành công. Thượng đế cho bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu rồi quý vị có thể chia sẻ với người khác tiền bạc rất dễ dùng nếu không có quý vị có thể sẽ nói ồ tôi không thiết tha gì đến tiền bạc tôi là một người tu hành tôi không thể đụng đến tiền bạc được không thể làm như vậy được quý vị không thể có thái độ đã không có gì hết lại lười đi kiếm rồi lại nói ồ tôi không thiết gì đến nó tôi từ bỏ hết mọi thứ điều đó là không đúng ngày xưa những người gọi là tu hành thường xả bỏ hết mọi thứ điều này cũng tốt quý vị có thể làm vậy trong một thời gian nhưng tôi nghĩ rằng quý vị không nên lúc nào cũng làm như vậy phải không nhưng tôi lại nghĩ quý vị có thể làm như vậy được sao lại không được chứ tất cả mọi người thành hòa thượng rồi chúng ta lấy không khí mà ăn và uống sương mai sớm chiều chỉ vậy thôi chúng ta còn cần thiết gì nữa chứ thật ra người tu hành không cần gì nhiều chúng ta chỉ ăn rau y phục không phải lúc nào cũng đẹp thật sự như vậy chúng ta thật không cần đến dáng vẻ bề ngoài chúng ta thật sự không cần đôi khi tôi trang điểm diện áo quần vào rồi đến ba bốn ngày sau tôi cảm thấy thật sung sướng khi đi ra bên bờ sông không bị những y phục đó ràng buộc không trang điểm gì hết chỉ có một mình rất tự nhiên đôi khi sự trang điểm và y phục làm cho quý vị thấy mệt nếu quý vị chưa quen nhu cầu phải làm đẹp và lịch sự bề ngoài đôi khi làm cho quý vị mệt mỏi nhất là đối với những người tu hành như chúng ta chỉ muốn được tự nhiên mà thôi Đôi khi chúng ta còn cảm thấy nếu không phải bận bịu vì tóc tai, áo quần và những thứ như vậy, chúng ta sẽ thoải mái biết bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn dùng những thứ đó để làm đẹp cho thế giới hay để cho thích nghi với hoàn cảnh làm việc trong xã hội thì cũng không sao. Thành thử đối với chúng ta, những người tu hành, chúng ta thật sự không thiết tha đến tiện nghi vật chất chúng ta thật sự không cần. Bởi vậy rất dễ cho chúng ta đôi khi nghĩ rằng không được, tại sao chúng ta lại phải kiếm tiền? Chúng ta thật sự không cần gì nữa. Đó là một cách trốn tránh rất dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta nghĩ lại, chừng nào chúng ta còn sống trong cõi đời này thì sẽ có nhiều người còn phải nhờ vả vào chúng ta, gia đình, con cái, cha mẹ, bà con, bạn bè đôi khi họ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, nếu chúng ta không giúp họ thì ai sẽ giúp họ đây? Bởi vì trên đời này rất hiếm có người muốn giúp đỡ những người nghèo túng và khốn khó. Thật vậy, người đời rất hiếm khi muốn cho ai thứ gì, kể cả trong những trường hợp rất bình thường. Phương cách làm việc của lực lượng phủ định là như vậy đó, làm cho người ta trở nên tham lam và muốn chiếm hữu. Những gì họ có, họ giữ rất chặt, không bao giờ chịu buông ra, cho dù họ có quá dư thừa, nhiều đến độ đếm không hết, không biết là mình có bao nhiêu, họ cũng vẫn muốn có nhiều hơn. Những gì họ có, không một ai có thể lấy được. Như vậy, nếu những người gọi là người tốt, có đức độ như những người tu hành theo các khuôn khổ đạo đức, những người tu đạo, tu chân lý vân vân, nếu họ không có tiền thì ai sẽ giúp những người khốn khó kia đây chỉ có vậy thôi vấn đề là ở chỗ đó đó là lý do tại sao chúng ta cần phải kiếm tiền và phải làm ăn phát đạt không phải vì chúng ta cần mà vì trên thế giới này chúng ta có thể sử dụng công cụ hữu ích như tiền tài thế lực hay địa vị trong chính trường để giúp đỡ người khác Ví dụ, nếu tôi là Tổng thống Hoa Kỳ, chỉ nếu thôi hử, thì tôi đã thâu nhận hết những người tị nạn từ lâu rồi, người Âu Lạc, Cuba, Haiti, Czechoslovakia và Bosnia hay bất kỳ dân nước nào. Và tôi sẽ nói với dân chúng của tôi cách săn sóc họ. Tôi sẽ nói với quý vị, quý vị sẽ làm. Chỉ cần mỗi người nhận một hay hai người cũng được và chẳng bao lâu vấn đề này sẽ được giải quyết xong. Chỉ là ngay cả chuyện này chúng ta cũng không được phép làm. Tôi tin rằng tất cả quý vị nếu tôi nói một tiếng làm ơn săn sóc người này hoặc gia đình này thì mọi người quý vị ở Đại Hàn, Trung Hoa, Âu Lạc, Formosa, Hoa Kỳ, Pháp, Anh hay ở bất cứ quốc gia nào quý vị sẽ lập tức làm liền. Có phải vậy không? chúng ta sẽ không gặp khó khăn gì thật sự như vậy thay vì phải nuôi dưỡng họ ở các trại chúng ta sẽ cho họ tiền để làm ăn hay huấn nghệ cho họ rồi không bao lâu họ sẽ có thể tự lập được sau đó họ sẽ giúp những người tị nạn khác như vậy thế giới sẽ không còn chuyện gì rắc rối nữa phải thật ra không có gì là vấn đề cả đó là một vấn đề người tị nạn. Một vấn đề nữa là sự phá thai. Chúng ta không cần phải giết hại trẻ sơ sanh. Tôi đã viết thư cho Liên Hiệp Quốc và các quốc gia khác và nói với họ rằng chúng ta không cần phải làm như vậy. Chúng ta có thể thành lập một cơ quan săn sóc xã hội đặc biệt để những đứa trẻ này được chào đời rồi giao chúng cho những gia đình không có con. Hiện giờ, việc xin con nuôi cũng gặp nhiều khó khăn, có nhiều yêu cầu thủ tục hành tránh phức tạp và rườm rà. Có nhiều cặp vợ chồng không có con, mong được con. Họ không phải chỉ muốn xin một đứa, mà có thể nuôi đến hai, ba, bốn đứa. Bất kỳ chủng tộc nào họ cũng sẵn sàng nhận. Như vậy tại sao phải giết hại chủng loại hiếm hoi này? Tôi nghĩ rằng khi còn làm như vậy là chúng ta đang tự giết mình sau này chính chúng ta chính loài người sẽ trở thành một chủng loại hiếm hoi cần được bảo vệ hiện nay các giống chim muông nhiều loài thú như sư tử cọp đã trở thành hiếm hoi sau này loài người lại càng hiếm hoi hơn vì hiện nay tại nhiều quốc gia không ai được quyền có hai con luật cấm người ta không được có nhiều hơn một hay hai đứa con nếu có thêm một đứa nữa thì phải bỏ đi giết đi thật ra điều này không cần thiết chúng ta chỉ cần trao đổi với nhau nếu anh không có con mà tôi có nhiều quá thì anh lấy bớt vài đứa rất dễ dàng tại sao không được chứ hiện nay trên thế giới có hai vấn đề nan giải nhất là vấn đề người tị nạn và việc phá thai tôi nghĩ chỉ dễ giải quyết thôi Thí dụ, tôi là tổng thống của một cường quốc giàu mạnh. Tôi chỉ muốn nói với quý vị một thí dụ để quý vị có thể hiểu được tại sao không nên từ bỏ quyền thế hay tài lực trong xã hội khi chúng ta vẫn còn sống trên cõi đời này. Không phải chúng ta muốn, mà chính là vì chúng ta không muốn những thứ này, nên cần phải có. Nếu chúng ta đem những quyền lực này sao cho những người muốn nó, họ sẽ có vấn đề lạm dụng chỉ vì họ quá khao khát những quyền lực này bất cứ lúc nào có trong tay họ cũng sẽ lạm dụng chúng chính vì không thích những thứ này cho nên chúng ta sẽ sử dụng chúng một cách công bằng hòa bình và hữu ích cho thế giới vấn đề là những người tu hành thường thích xả bỏ đó là lối thoát dễ dàng đúng không cũng giống như đối với tôi nếu không phải dạy dỗ ai, không nhận quý vị làm đệ tử, không phải chịu bao nhiêu phiền não thì thật là dễ quá. Tôi biết điều đó. Vậy thì tôi nên làm gì đây? Thường thường tôi không tìm cách lẩn tránh như vậy. Chẳng hạn như là thầy của quý vị, tôi không cần phải làm việc. Thật vậy, tôi không cần phải làm gì cả. Tôi thật sự không cần bởi vì tôi ăn không bao nhiêu và nếu như muốn đi đâu, tôi chỉ cần nói nếu quý vị muốn mời sư phụ, thì hãy lo vé máy bay, lo khách sạn, chuẩn bị cho sư phụ cái này, cái kia, vân vân. Quý vị sẽ sẵn sàng làm ngay, có phải vậy không? Tôi không tìm sự an thân theo cách dễ dàng và rẻ tiền như vậy. Tôi tự kiếm tiền và tự làm với sức lực của mình. Chỉ khi nào thật sự cần lắm, tôi mới hỏi đến quý vị. Nhưng chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi chẳng hạn như có nơi nào đó có thiên tai tôi bảo quý vị đi xem xét dùng chẳng hạn như tôi đang ở một nước khác không thể đến đó ngay được đi xem thử tình hình ra sao và chúng ta có thể giúp được gì không nếu quý vị có thể giúp được thì giúp cho họ nếu không đủ tài lực và nhân lực thì chúng tôi sẽ giúp cho thường là như vậy thật ra bảo quý vị làm những việc đó là bảo quý vị tự giúp mình, giúp người dân trong nước của quý vị, cũng là để quý vị có dịp thể hiện ái lực và trí huệ mà quý vị đã đạt được qua việc hành thiền hàng ngày. Nhiều nhất, tôi chỉ hỏi quý vị đến chừng đó mà thôi. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi quý vị làm gì cho tôi, mặc dù bất cứ lúc nào tôi cũng có thể làm vậy. Bất cứ những gì tôi làm cũng giống như là một sự dạy dỗ quý vị mà thôi. Tôi không phải lúc nào cũng bảo quý vị làm việc này điều kia, chỉ cần nhìn hành động của tôi là cũng đủ bài cho quý vị học hỏi rồi. Tôi cũng không cần phải dạy quý vị điều gì cả. Thật sự là như vậy. Vì quý vị thỉnh thoảng đến đây, muốn tôi nói chuyện, kể chuyện cho quý vị nghe, giảng cho quý vị biết điều này điều kia. Nhưng thật ra, quý vị không cần phải yêu cầu tôi nói điều gì cả. Tôi cũng không cần phải nói cho quý vị điều gì cả. Những gì tôi làm đều là những gì tôi dạy cho quý vị. Những gì tôi dạy quý vị, tự bản thân tôi cũng làm như vậy mà thôi. Nếu muốn nói, ồ, sư phụ là minh sư mà, tại sao sư phụ phải làm việc chứ? Sư phụ không được động đến tiền bạc, sư phụ thánh thiện, sư phụ vượt trên tất cả, sư phụ không động tới đồng tiền được, sư phụ không để nó làm hoen ố sư phụ làm dơ bẩn sư phụ, vân vân thì thật là quá dễ. Tôi có thái độ như vậy cũng có thể được, tôi viện cớ nào cũng được mà. Đa số những người được gọi là thiền sư thường lôi cuốn cả một tập thể của những người được gọi là đệ tử của họ và nói bất cứ điều gì họ muốn và bất kể là điều gì. Các đệ tử đều sẵn sàng làm. Nhưng tôi không làm vậy. Những gì tôi dạy quý vị đều thật sự là tốt đẹp và thuần khiết đều tốt cho quý vị và tốt cho xã hội những gì tôi làm là những điều tôi giảng dạy những gì tôi dạy tôi làm theo có phải không tôi chỉ muốn nói với quý vị rằng mặc dù tôi có thể làm những điều này một cách dễ dàng nhưng tôi không làm vậy chỉ vì tôi tin rằng mình phải có quyền lực và tiền tài để giúp đỡ thế giới chứ không phải lấy quyền lực và tiền tài của thế giới cho riêng mình tôi phải đem quyền lực và tiền bạc mà họ cần để giúp cho họ không phải là lấy tiền bạc và quyền lực của họ để phục vụ cho tư lợi và danh vọng cá nhân của tôi trong trường hợp như vậy tôi phục vụ cho lý tưởng và niềm tin của chính mình đó là lý do tại sao tôi yêu cầu quý vị cũng làm giống như vậy nếu quý vị có khả năng và nếu quý vị muốn nhưng chỉ khi nào quý vị muốn làm mà thôi bởi vì tôi tin rằng việc gì cũng có lý lẽ của nó dĩ nhiên là quý vị không phải làm điều gì cả nếu quý vị cũng tin vào một lý tưởng như vậy và nghĩ rằng điều này hợp lý thì quý vị làm. Tôi chỉ muốn giải thích cho quý vị lý do tại sao. Tại sao chúng ta không thể gạt bỏ tiền tài? Tại sao chúng ta không thể chán ghét địa vị chính trị? Vì chúng là những công cụ tốt. Chúng là những dụng cụ tốt để phục vụ cho thượng đế, để cải thiện thế giới. Nhiều người có sự suy nghĩ Tại sao sư phụ là một vị minh sư mà vẫn còn đi kiếm tiền và làm những chuyện như vậy? Dĩ nhiên, tôi biết họ nói như vậy, nhưng đó là vì họ vô minh, vì họ ngu muội. Nếu không, họ có thể biết tại sao tôi làm vậy. Thật ra, tôi không cần phải làm gì. Chỉ cần lấy của mỗi người 100 mỹ kim, thì chỉ trong một ngày tôi sẽ thành tỷ phú ngay, không khó khăn gì. Có phải vậy không? Tôi không cần phải làm việc bởi vì tôi không phải đeo đuổi vật chất không màng tới địa vị và tiền bạc nên tôi mới làm việc không phải là ngược lại trái lại nếu quan tâm đến chuyện tiền bạc và địa vị tôi sẽ luôn luôn điều khiển quý vị tôi sẽ bắt mỗi người quý vị hàng tháng phải đóng cho tôi một số tiền mỗi người sẵn sàng làm như vậy có phải vậy không quý vị còn đóng nhiều hơn thế nữa không phải chỉ một trăm đồng thôi ngay cả nếu chỉ lấy mỗi người một đồng của tất cả các đồng tu thì chỉ trong một ngày tôi cũng thu được hàng triệu mỹ kim, chỉ một ngày thôi và mỗi ngày mỗi người chỉ cần cho tôi một mỹ kim thôi, tôi sẽ có được bao nhiêu, quý vị có biết không? Được rồi, bây giờ nếu có ai hỏi quý vị tại sao tôi kiếm tiền, quý vị hiểu tại sao rồi. Chỉ vì đó là việc làm chính đáng đó là đường lối đúng đắn để sống một cuộc sống ngay thẳng kiếm tiền bằng mồ hôi của mình bằng lao động bằng tài năng và sự cố gắng của chính mình chúng ta bỏ sức lực tài năng sự làm việc và thời giờ của chúng ta vào việc sản xuất rồi chúng ta kiếm được tiền rồi chúng ta mới có thể bố thí nếu tôi thật sự muốn có tiền ồ oh, đây là một phương cách thật ngu dại đối với một vị thầy có hàng triệu tín đồ đây là một cách rất dại dột phải mất bao nhiêu ngày bị sơn dầu làm cho mờ mắt để vẽ một bức tranh hay cắt vải để may y phục rồi đi khắp thế giới quảng cáo một cách thật ngu xuẩn đó là phương cách thật dại dột hầu hết các minh sư trên thế giới đều không làm việc họ không cần phải làm việc chỉ có tôi tôi là vị thầy dại dột nhất cho nên nếu người ta nghĩ rằng tôi theo đuổi vật chất và ham muốn tiền bạc địa vị thì họ thật là ngu xuẩn những người nghĩ như vậy là hiểu lầm thật tai hại chỉ cần đồng tu formosa cũng đủ rồi nếu tôi muốn mỗi người cho tôi mỗi ngày một mỹ kim chỉ cần đồng tu tại formosa không thôi cũng đủ rồi tôi không cần đến một đồng tu ngoại quốc nào tôi không cần đến quý vị Tôi có thể mua hàng trăm chiếc Rolls Royce. Không bao lâu tôi có thể xây một thiên đàng cho riêng mình ở bất cứ chỗ nào tôi muốn. Tôi có thể mua, không cần phải xây cất lên. Xây cất mất nhiều thì giờ quá và ai làm việc này chứ? Các vị minh sư không xây cất nhà không thể đụng tới những thứ vật chất này, đúng không? Đến cả tiền bạc tôi cũng không cần đụng tới chỉ cần nói với các đệ tử mua cho tôi một căn biệt thự hay mua một cung điện ở chỗ kia là lập tức việc đó sẽ được thi hành ngay. Cũng không cần phải lưu lại Formosa, Thụy Điển, Thụy Sĩ hay Pháp. Bất cứ lâu đài nào tôi mơ tưởng đều có thể có ngay lập tức. Có phải vậy không? Chưa cần phải đề cập đến những đệ tử ngoại quốc. Chỉ cần Formosa không cũng đủ rồi. Thí dụ như vậy tôi thật là dại khi phải đi ra ngoài và cố gắng kiếm tiền bằng cách này rồi người ta lại nghĩ rằng tôi dùng tiền của quý vị đây thật là một cách dại dột nếu muốn dùng tiền của quý vị thì tôi chỉ để nó ở đây không cần phải đi khắp thế giới như vậy làm đủ hết mọi thứ chuyện bây giờ quý vị biết rồi nếu quý vị còn điều gì nghi ngờ trong đầu thì hãy cắt bỏ liền lập tức không tốt cho quý vị đâu nó sẽ gây nên bệnh ung thư bên trong thành một cái bướu rất nguy hại cho sức khỏe tâm linh của quý vị. Thế giới thật là điên đảo, các vị minh sư không làm việc, không làm một chút gì hết, rồi đệ tử của họ cúng dường cho họ bất cứ điều gì họ muốn, lại còn ca tụng họ. Ồ, thiện thay thánh nhân, không bao giờ đụng tới tiền bạc, không đụng đến vật chất, không đụng đến gì cả. Thực tế không phải vậy có thể như vậy nhưng đó chỉ là một trong nhiều cách mà thôi không phải là phương cách duy nhất không phải minh sư nào cũng thích làm vậy và cũng không phải người nào không đụng tới tiền bạc và chỉ ngồi đó để cho người khác nuôi dưỡng mình cũng là thánh thiện hết đâu không phải như vậy nhưng thật ra tôi nghĩ rằng dưới mắt người ta những việc tôi làm có hơi ngu xuẩn một chút bởi vì hầu hết các minh sư không làm như thế các đệ tử cung phụng họ đầy đủ rồi, thật như vậy, tại sao họ còn cần phải làm gì nữa? Nhưng tôi muốn cho quý vị thấy một tấm gương tốt của một sự phát triển hoàn mỹ. Quý vị không phải chỉ phát triển về phương diện đạo đức và trí huệ không thôi, mà quý vị còn phải đem đạo đức và trí huệ này để ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Hãy biểu lộ nó ra. Nếu quý vị có tài năng và trí huệ thì quý vị có thể làm được mọi việc. Quý vị phải tô điểm cho thế giới và tự kiếm tiền cho bản thân mình. Chăm sóc lấy đời sống của chính mình để quý vị không trở thành gánh nặng cho người khác. Nếu quả thật quý vị có một trình độ đạo đức tốt thì dĩ nhiên quý vị có lòng từ bi và tình thương đối với tất cả các chúng sanh nghèo khổ. Dĩ nhiên, quý vị sẽ đưa tay ra cứu giúp bất cứ ai không phân biệt chủng tộc, màu da, chủ nghĩa, tín ngưỡng, tôn giáo và ngay cả kẻ thù của quý vị. Đó là cách để chúng ta biết hoặc để cho người khác biết rằng chúng ta thật sự có trí huệ và đạo đức. Nếu không, làm sao người ta biết được? Và làm sao họ tự dạy bản thân họ? Quý vị nói với mọi người, hãy làm điều lành và có trí huệ. Rồi chính quý vị lại không biểu lộ gì cả cũng giống như một giáo sư anh ngữ nếu quý vị không bao giờ nói tiếng Anh cũng không bao giờ viết tiếng Anh và quý vị cứ nói với học trò rằng các trò phải tự nói tiếng Anh kể từ hôm nay bất cứ khi nào các trò gặp thầy chính là lúc các trò học ở thầy rồi các trò chỉ cần tự mình nói tiếng Anh bởi vì ai cũng biết nói tiếng Anh nhưng chính ông thầy lại không đưa ra một thí dụ nào không bao giờ nói tiếng anh ngay cả một câu a b c cũng không có không hề viết xuống một chữ tiếng anh nào không nói tới một chữ thì làm sao học trò có thể biết được rằng ông ta là một giáo sư anh ngữ có thể ông ta vừa câm vừa điếc không nói được gì cả có thể là ông ta cũng không biết đọc hay biết viết gì cả cho nên một ông thầy không phải chỉ cần giỏi về lý thuyết mà còn phải giỏi về cả thực hành nữa ít ra cũng còn có quý vị hiểu được tôi. Nhiều người trên thế giới này không hiểu được, họ cứ nghĩ ngược lại. Nếu tôi ngồi đây thật đẹp đẽ và tất cả quý vị mang bông hoa và trái cây tới, sắp mọi thứ xung quanh tôi và lại tôi sát đất. Đại khái vậy thì tôi là một thánh nhân bởi vì tôi không làm gì cả, không đụng tới tiền bạc, nên lúc đó tôi là thánh nhân. Đúng là thứ thánh nhân vô dụng và những người đang cố gắng cải thiện thế giới bằng chính hai bàn tay của họ bằng sức lực của họ và làm một cách tận tâm thì mọi người lại chửi bới hay phê bình họ nghĩ rằng họ chạy theo vật chất và ham muốn quyền lực đại khái như vậy quyền lực tôi đã có đủ rồi vật chất tôi có thể có bất cứ lúc nào đừng nói là một ngày chỉ cần một giờ một phút cũng đủ rồi. Chỉ cần đủ thời gian để mọi người lấy tiền ra bỏ vào, chỉ vậy thôi. Mỗi người một mỹ kim thôi là tôi có thể sống đến không biết bao nhiêu kiếp luân hồi. Không phải chỉ một kiếp. Tôi bỏ tiền vào ngân hàng Thụy Sĩ để khi có đầu thai trở lại làm một thu cư kế tiếp. Một vị lạp ma Tây Tạng, chức vị cao cấp. Làm Phật sống, làm Rinpoche, tiếng Tây Tạng nghĩa là một vị lạt ma có chức vị cao cấp, vân vân hay là gì đó, thì tôi sẽ biết tiền của mình để ở đâu. Những vị lạt ma đầu thai trở lại thường biết về quá khứ của họ, cho nên họ biết tất cả những gì thuộc về họ, từ cây dù cho đến hạt chuỗi. Lẽ ra họ phải biết được mà, phải không? Tôi chỉ bỏ tiền vào ngân hàng Thụy Sĩ là tuyệt rồi, và nếu nhớ được số trương mục thì cũng đỡ lắm. Chúng ta phải làm việc. Thượng đế gửi chúng ta xuống đây với những cơ hội, quyền lực và tài năng ngang nhau. Vì thế, nếu chúng ta không nắm giữ lấy tiền tài và quyền lực của thế giới, thì lực lượng phủ định sẽ nắm giữ hết. Rồi chúng ta sẽ bị khống chế. Lực lượng phủ định sẽ thắng thế và chúng ta không thể làm gì được cả. Chúng ta không thể than phiền và nói rằng thượng đế không giúp chúng ta thượng đế có giúp thượng đế gửi chúng ta xuống đây gửi quý vị xuống đây và cho quý vị cơ hội để học hỏi như mọi người khác cũng giống như lực lượng phủ định vậy đây cũng giống như một sự tranh tài cả hai đều có cơ hội tài năng khả năng để tranh nhau một thứ cho nên nếu quý vị từ bỏ thì dĩ nhiên lực lượng phủ định sẽ lấy đi họ nói thật đáng tiếc họ không muốn điều đó rồi trong thế giới này nếu chúng ta không có quyền thế không có tiền bạc thì chúng ta sẽ trở thành thứ gì dĩ nhiên là ăn mày rồi cái đó ai cũng có thể thành được nhưng hãy nhớ rằng trong thời đại ngày nay làm ăn mày cũng không thể sống được đâu cho dù quý vị thích làm ăn mày nhiều chính phủ cũng không thích ăn mày nếu quý vị từ bỏ mọi thứ điều đó không có nghĩa là quý vị được yên Quý vị biết điều đó. Nhiều chính quyền đã gom nhặt mấy người ăn xin vào một căn nhà và quý vị không còn được tự do để làm những gì mình muốn. Quý vị không thể có cái này, không thể có cái kia và quý vị phải làm nhiều việc trái với ý muốn của mình. Trong căn nhà đó, quý vị phải ăn mặn, không thể ăn chay, vân vân. Rồi quý vị sẽ làm sao? không phải quý vị từ bỏ tất cả rồi lực lượng phủ định sẽ để yên cho quý vị hay để cho quý vị được bình an. Không phải vậy đâu. Bởi thế, hãy tranh đấu. Quý vị thật sự không có sự lựa chọn nào cả. Cho nên hãy bỏ quan niệm sai lầm của quý vị về tiền bạc và danh vọng đi. Điều mà quý vị nên buông bỏ là sự ràng buộc vào quyền lực và danh vọng. Chứ không phải từ bỏ tiền bạc và danh vọng. Sự ham muốn những thứ này là điều quý vị phải từ bỏ, không phải tiền bạc và danh vọng, mà chỉ là sự ham muốn. Hiện nay có rất nhiều người tu hành có quan niệm sai lầm này, cho nên quý vị không nên có loại tư tưởng sai lầm này nữa. Vì tôi đã dạy quý vị và chỉ cho quý vị thấy tại sao một cách hợp lý, không phải tôi ép quý vị tin những điều vô lý mà thật ra nó rất hợp lý phải không? Bây giờ quý vị đã hiểu rồi vậy đừng cười những sư huynh sư tỷ của chúng ta làm việc trong nghị viện hay quốc hội họ đang làm công việc của họ họ làm tốt lắm nhiều sư huynh sư tỷ của chúng ta có địa vị cao trong chính trường cũng như là những thương gia rất nổi tiếng và thành công tôi chưa bao giờ bảo họ hãy từ bỏ công việc nếu họ từ bỏ tôi sẽ hỏi tại sao vậy quý vị điên rồi à phải một vài sư huynh sư tỷ của chúng ta sau khi vừa thọ pháp xong đã từ bỏ. Họ không muốn thành dân biểu nữa, không muốn tranh cử nữa và không làm gì cả. Tôi nói, bây giờ quý vị muốn làm gì? Tôi không cần những người vô dụng như vậy ở quanh tôi. Những thứ này tôi đã có nhiều rồi. Chúng ta từ bỏ những khát vọng của thế gian, không phải là từ bỏ thế giới. Bởi vì thế giới là một phần của chúng ta, một phần của thân nhân, bạn bè, anh chị em của chúng ta cho nên chúng ta không thể từ bỏ thế giới được đó là một việc sai lầm chúng ta từ bỏ mọi sự ham muốn về bất cứ những gì trên thế giới này đó là tất cả những gì chúng ta phải buông bỏ rồi quý vị làm bất cứ những gì quý vị thích kiếm tiền càng nhiều càng tốt đạt được địa vị càng cao càng tốt và hãy dùng thế lực và tiền tài của quý vị để giúp những người cần giúp đó là việc làm chính đáng quý thính giả vừa nghe bài khai thị của thanh hải vô thượng sư trong một buổi cộng tu tại đạo tràng tây hồ formosa vào ngày 3 tháng 6 năm 1995 với chủ đề Thế lực và tiền tài. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 11.